Yo. Khu vô sóng nhớ. Yo. Lên. Điệp mạng DJ đánh nhạc vãi lồn anh em ạ. Yo. Bài mới. Xe chúc bà pháo là những thứ anh em tôi xăm mình. Xe tốt quần áo là những thứ bà ta mới xăm mình. Phường Cống Công An là nơi ta đăng hình. Hẻm 48 này từ xưa là không ngừng yên bình. Sáng ngày hôm qua cũng như là sáng ngày hôm nay, vì có ta làm mỗi ngày cà rít đã thấy. Mắt tụi mày hô, ta làm việc của tao. Khi tất cả trở thành vấn đề làm việc của tao. Tao không ngừng gây hấn như là đụng là đập. Và hàng nguội đặt trong túi mình trong vườn thụng và thấp. Yo. Hát nửa bài thôi, hát nhiều quá đủ quá không hay anh em hiểu không? Hello anh em, hello mọi người nhá. Sao lại đổi góc cam mới điệp mà mày thề với anh em. Hôm nay là dán phòng nè, thấy hôm nay là người ta qua người ta dán phòng mà hồi từ sáng tới giờ ấy điệp mà mày vẫn chưa ngủ luôn anh em à, để vì điệp mà set up cái góc cam lồn này thôi. Đấy thì set up đi set up lại thì chỉ có mỗi cái góc cam này là nó hợp lý nhất. Đấy, còn bây giờ là phải nếu mà muốn đẹp thêm ấy thì phải mua cái cam giống Ấn Độ cho anh em mà cái cam là cái màn cái máy chụp hình là A6300 gì đấy, với lại là điệp mềm mà cái linh cam các thứ, rồi nói chung là cũng ra cả đống tiền đấy thì mới đẹp được. Chứ bây giờ là cái phòng này chịu anh em à, tại vì cái phòng này to quá mà điệp mà à mày cái phòng to quá mà đéo có đồ anh em hiểu không, đồ thì ít vãi lồn đấy, đồ là hình như là hầu như là có cái bộ máy tính không anh em à. Bên đây thì có tủ dài là hết rồi, điệp mà ngoài sau còn chưa để đồ nè anh em thấy không, nên là phòng nó kiểu là nó chưa có nhiều đồ nên là nó còn ché sáng, nó còn chói sáng lắm, nhìn nó khó chịu lắm anh em à. Mít nhỏ đủ quá, ngày nào sờ chim của mít nhỏ là sao vậy hả, cái con người hay là cái con cặc hả? Tao nói một ngày thôi, thí dụ bây giờ mà nhỏ quá đúng không, nhỏ quá thì đủ má mày dặn cho nó to lên, còn không á chịu khó lên Google á đủ má mày mua cái FXD FX sao á gắn vô cái lỗ tai đủ má mày nghe đi, còn không đủ đỉ mẹ mày đi hớt tóc gái lỗ tai á lấy cứt gái đi, cái lồn gì mà đủ má mày sờ chim là nhỏ hoài. Bắt đầu từ bây giờ thằng nào sờ ba mít nhỏ là ba thằng đó 300 giây cho anh thằng lời le hả. Mày hiền quá, cho mày mốt mà mày hiền quá hả, cho mày mốt để làm cái gì hello le, cho mày mốt mà kêu mày đủ mới mày làm mốt mày ban sao mày hiền dữ vậy, làm mốt được không hả, đủ má mày về tao sờ chim mày tao kim sờ làm mốt luôn quá khó chịu quái lồn thề, ngày nào cũng sờ ba mít nhỏ không hiểu luôn. Giọng anh khác á, không khác đâu anh em mà, giọng em vẫn như vậy thôi, giống phòng của anh Quang thế điệp con mẹ mày. Phòng anh Quang là phòng nào hả, phòng nào của anh Quang, kinh Quang lên đây nói chuyện, phòng nào hả, phòng sao nhờ, phòng sao, phòng nào của anh Quang. Ơi giời ơi, cái lồn má đéo tin luôn nha. Hồi trưa nhá là tao xem stream của anh Quang nhá, là tụi mày đẹp mà cũng chửi anh Quang là tội cái gì mà kiểu mà qua phòng của anh Độ stream các thứ đủ má mà không xin phép hả, phòng nào của anh Quang đâu, đủ má phòng nào của anh Quang nhờ, làm sao như nào, lồn má mà đéo tin luôn đâu, phòng nào của anh Quang, phòng nào nhờ, đồ má mày dạo này không vô dài cái đường quyền tụi mày quên đúng không hả, đồ nè dạo này nhá, dạo này tập gym là cơ bắp lắm này, điệt con mẹ anh em đừng có đùa nhá, đây anh em thấy gì không, à, điệt mẹ mày chuột ấy nhá, này là chuột cao lãnh nè thấy không, lên Sài Gòn là nó không vậy đó, bây giờ đồ má mày giao Hà Nội là lên vô đây hết à, chuột nó xuống đây hết rồi, cái bụng đồ của má mày bụng con khác gì chua bắt giới hết quái à lồn được. Có đồ nét đỡ. Hello A Trần Đức Bô nha, A Trần Đức Bô cầm tiền đi đường quyền như cô Minh Hiếu thử đi. Cái lồn má mày, cái đồ nét này nó bị gì vậy, quái cà lồn. Địt con mẹ mày, cái lồn gì đây. Giời giời ơi, đồ cũng đỉ mẹ mày giết mà layer đua này, đéo còn cái lồn gì để diễn tả luôn em mà. Một ngày á, địt mẹ mày bị lắc này, bị sập nè, đồ donet là không hiện nè, hôm nay đủ đỉ mẹ mà nó chơi chữ ngược luôn, tưởng đâu đủ má thằng này bên Thái Lan có donet cho em không à, mày bên Thái Lan hả, đéo tin luôn, cảm ơn em rất nhiều nha, cảm ơn em có donet đỡ.
ngồi một tiếng mấy anh em mà quải lắm. Sinh nhật bạn thân mà cứ đi đi anh. Đúng rồi. Làm cả tháng mấy khi có dịp đi chơi ra ngoài hít thở không khí. Đúng rồi, điệp mạng tâm sự này. Với bạn bè có khi nhiều content hơn cho mọi người xem. Đúng rồi, điệp mạng anh Hưng đi này. Cẩn thận này, xong về này. Cải tạo tiếp nha. Lồn giả. Đủ má mày Hưng, mẹ tao dạo này xem stream tao nhiều lắm á Hưng. Mày nói vậy là chết anh rồi, đéo hiểu luôn. Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý bôi nhọ hay xúc phạm bất kỳ ai cả. Đủ má mày có không? Không, chia sẻ thật, sẽ chia sẻ thật cho anh em à. Chia sẻ thật cho anh em mà em không có gì chia sẻ thật à. Chia sẻ đủ má mày nói một lần thôi, ngọng lồn. Phải giấu anh em hết. Nhưng mà điệp mà mày nó để ra thì chắc chắn là anh em sẽ thấy vãi lồn lắm. Nhưng mà Được rồi. Tao ra nhanh quá, tao điệp mạ bị xuất tinh sớm. Mọi thứ với tôi lúc này dường như đã kết thúc. Tình yêu tôi trao em xem nó thật cay quá cả lồn. Đủ má mày, chắc thằng lồn Hưng Lạnh này tao quánh đòn mày quá. Lồn mày đủ má mày chạy cái cua gắt với mày. Con mày ra mày. Điệt con mẹ mày. Hưng ơi. Tại sao Hưng? Đủ má mày, trong khi nhá mày xin app friend Facebook anh cũng app friend Facebook mày. Đủ má mày xin là làm mod, định làm mod cho anh cũng đang suy nghĩ. Anh đang dắt óc anh suy nghĩ là đủ má mày có cho mày làm mod không. Mà bây giờ mày làm cái clip như vậy nhìn nó quê lồn không? Đủ má mày men như vậy mà mày la tao sẽ đủ để mẹ mày xuất tinh sớm. Đầu bùi, đủ má mày chơi được lần đầu thì tao đéo chơi được lần đầu nó không đã không? Tao chơi 3 lần, được chưa? 3 lần mà nó đủ má mà nó còn ra nhanh thì chơi 4 lần, chơi 5 lần. Đủ má mày xuất trâu vào mày. Phái cà lồn. Không, chia sẻ thật, sẽ chia sẻ thật cho anh em mà. Chia sẻ thật cho anh em mà, em không có gì. Xẻ cái lồn tao, đủ má nữa. Lồn như đây. Đủ má, cái mic của em nó có nhỏ là không? Anh em có thể nào đủ má mày cầm phơn game được không? Có đồ đét đỡ. Gấu bông Đê La Thành anh ạ. Cảm ơn qua một nha. Nó cũng mít nhỏ hoài đủ má mà hôm qua bên cái phòng này la quá trời la luôn. Cái bà bộ cũng để mẹ của bà kế bên nhà là bà báo công an. Cũng tại tụi mày không? Cái lồn má nó. Mít đâu có nhỏ đâu. Trời ơi mít to mà. Cô chồng ơi, các vợ đang làm gì đó? Mèo 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 mèo. Trời ơi. Các vợ của chồng ơi, các vợ đang làm gì đó? Mèo 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 mèo. Trời ơi. Các vợ của chồng ơi, các vợ đang làm gì đó? Mèo 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 mèo. Cái lồn má mày đéo tin luôn. Nhắn tin gì? Nhắn tin trong group. Sư Quỳnh à, có đồ đét đỡ. Nhắn tin trong group đồng bào ơi. Mua cho con chiếc còng tay. Trời đất ơi, cái lồn má mày nó dị ứng dữ vậy bay. Cái lồn đỉ mẹ nó này cho lên núi rồi. Phá cái lồn. Chẳng có mất tiền nếu đâu, cứ phá cho nó vui thôi. Tụ tập ở bệnh viện rồi xong. Để con bắt nha. Con cặc cái đây bố ơi. À vô mít á, em xin lỗi. Uống trà sữa anh ơi. Uống trà sữa. Ủa má mà uống trà sữa kêu vẹn mà như vét máng vậy. Để bỏ tiền ra khi mà mở ra miệng. Vẹn mà như vét máng vậy. Để bỏ tiền ra khi mà mở ra miệng. Vẹn mà như vét máng vậy. Để bỏ tiền ra khi mà mở ra miệng. Vẹn mà như vét máng vậy. Đi con mẹ mày vái cà lồn. Thật thằng nào đủ má mày diệt cái bài này vậy. Cái lồn má mày đéo hiểu luôn á. Đĩ mà mày thề với anh em luôn, dạo này em giảm cân dữ lắm rồi. Giảm cân vãi lồn luôn. Mà tại vì lâu quá anh em không gặp em, anh em thấy em mập thôi. Em giảm cân lắm rồi. Let's go. Con hát con múa con ca. Con út con hút chi xa. Con bay con chưa tỉnh. Công việc để mai tính. Tao muốn bình ổn